Ở đó Thành Nhãn hả? Thành Ninh. Thành Nhãn phải không? Thành Ninh hả? Ở đó xã gì ta? Thành Đức Thuận. Thành Đức Thuận hả? Để em quay lưu công bảo hành. Thành Đức Thuận, Nguyễn Mỹ Xuyên. Trần Đề, cái đó Trần Đề. Ô, Trần Đề hả? Trần Đề. Ngày xưa là của Mỹ Xuyên rồi phải không? Rồi, chở chị Hi ở đây. Em dọn ha. Rồi, về đi. Trong đó là dân nhà không đó. Để dưới đây cho tiền nha. Nhỏ. Để dưới đây cho tiền. Lu bu quá. Lu bu uống một phê được, bây giờ uống một phê đi. Bữa nào mở cái máy ra luôn, đừng chỉnh luôn. Mở cái máy ra luôn. Chỉnh là sao sao á. Mở được ra. Không phải đâu, đừng bu ra không đúng đâu. Mở là sao ra, chỉnh là sao lại. Đi giao máy cho anh này cái đi, thôi mở lên ra chỉnh. Giao máy cho anh Phi về cái đi.